Heo, mày đừng lẻ bậy nha. Nha. Nghe heo lẻ bậy hoài kìa. Cái gì? Nghe ngoài tôi con mèo đám gắn ở ngoài. Cái gì mà đám gắn? Em biết đâu em con bự vậy nè. Bự bao nhiêu? Bự dài lắm nha anh con. Thôi ông nội ơi, anh sợ gắn. Thôi, ủa em ra em gặp nó hay sao? Em ra em gặp nó ngoài trước á. Gì ghê vậy? Gắn nó bự bao nhiêu? Gắn nó bự bao nhiêu? Trời ơi, nó bự lên, nó chết trời. Heo ơi, mày đi ngoài trước đi, đi ngoài trước đi. Đi đi. Thôi, anh cũng sợ gắn, tôi sợ gắn lắm. Thôi giờ tôi ra tôi coi thử nha anh em. Giờ tôi ra tôi coi thử nha. Ôi, bây giờ anh ra nha. Nha. Giờ tôi ra nha anh em ơi, nghe nói là con gắn này bự lắm. Bây giờ em đóng cửa đi. Đóng cửa lại. Dạ. Heo ơi, heo, heo. Heo, heo không? Có nhà không? Ê, dạ. Con Hân nó mới vừa gặp con gắn bự lắm mày. Gắn gì quá nội. Tao không biết đâu, đóng cửa lại đi. Gắn gì? Đóng cửa lại, tao... giờ nè, tao chỉ mày nè nha. Bây giờ là một ở trong đây nè, hai là ở dưới đây, tao không biết. Ở trong đâu? Từ từ, bây giờ cầm mày kéo. Cầm cái gì vậy? Con rắn đâu mà sợ không nội. Bảo lĩnh gì tao? Mày kéo ghế ra, kéo ghế ra đi. Có cái gì đâu trời, có gì đâu mà sợ. Thì mày kéo ghế ra. Thôi toàn quá con rắn đó hả, nó nhỏ xíu sợ gì cha. Mày lại đi, có gì đâu sợ đi đó. Ở đâu con rắn như vậy không nội? Tao không biết là heo. Trời trời, nó bò vô mày. Con rắn kìa heo. Trời ơi là trời ơi. Từ từ cha nói, từ từ cha nói. Cái gì mà con rắn nó to dữ. Heo, heo. Con heo nó không sợ đâu. Giờ giờ sao? Heo lại phá nó heo. Giờ con rắn gì trời, con rắn bắt nó trời. Con rắn này con rắn gì mà sao mà nó vô nhà được hay vậy? Tấn công kìa, quay đầu tấn công kìa. Heo. Ê, tao thấy ghê quá mày ơi. Thấy ghê quá mày ơi. Heo. Heo. Giờ sao mày? Má tao sợ quá mày, nó mắt, cái mắt nó màu xanh kìa. Trời ơi, nó trời trời nó dài. Nó dài phải hai. Trời ơi, lạ trời. Bỏ mày vô, bỏ mày vô. Đúng rồi, sao mày bỏ tao? Sao mày bỏ tao rồi? Sao mày bỏ tao? Mày lại mày bắt nó đi. Nó bộ mày quá. Vậy? Tao không biết đâu nha. Tao không biết đâu mày, cái cây nè tao biết. Ôi trời. Tôi nói thiệt, tôi nổi hết da gà luôn nè anh em nhìn nè. Đúng rồi. Từ từ, đừng có đập nó nha, đừng có đập nó, hồi hả nó. Hồi bắt hả nó. Nó bò vô đây nè, nó bò vô đây nè. Mày lấy ghế ra, bắt đèn nó, bắt đèn nó. Lấy ghế ra, lấy ghế ra. Ủa nó cắn kìa. Wow. Wow. Ủa vui lắm vậy. Tự nhiên con gắn vô nhà trời. Giờ sao? Nè. Giờ sao mày, mày chụp nó đi nhân. Chụp cái đầu mày đi nha. Giờ không ai dám bắt hết trơn hết đất ơi. Tao tao dám bắt cái tụi này. Ê. Quá nó đang sung dữ lắm rồi. Nhưng mà con gắn này sao mà nó vô nhà được nè. Ở trên tầng này nó chưa. Ôi. 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 Chết mẹ rồi coi. Nó bỏ kìa. Sao giờ đó? Sao đó? Cầm cái xe mày. Cầm ơi. Giờ sao vậy? Ôi. Má nó dạy kinh khủng. Đừng mở cửa nha Hân ơi. Đừng có mở cửa Hân ơi. Giờ sao anh em, bây giờ nó cứ bỏ hoài, nó trường trường nó hoài kìa. Heo, bỏ heo xuống rồi, bỏ heo xuống rồi. Con có, con gắn nó sợ con heo. Heo chơi nó heo. Heo chơi nó heo. Kìa heo, kìa heo. Ôi kìa, kìa, nó nhìn kìa, anh em nhìn kìa. Nó nhìn tôi rồi. Ôi. Bắt nó nha Quy. Ừ, bắt đi. Nhẹ nhẹ, nhàng thôi nha. Rồi giờ sao? Má cái lưỡi kìa, cái lưỡi đó là... Mày đem, mày lấy cái chổi lên. Chặn xong được nó nhào lên tát, chặn cái gì đó. Chặn đi nước, chặn lại nước.
chơi nha. Ủa cho ấy Đức. Phải có người chặn cái đầu đó. Đó bây giờ chặn cái đầu lại. Không, chặn cái đầu lại. Đừng có đập nó nha. Đẩy cửa lại. Từ. Ê, đi chui vô kìa chanh. Lôi ra đó, nắm cái đuôi nó được mà, nắm cái đuôi nó được. Nắm đồng đậu tao không dám nắm nữa. Nắm đi đó. Lôi ra, lôi ra. Lôi ra đó. Đó. Bây giờ mày lại đi tao. Đi cắm vậy anh em à. Chùm chụp cái đầu lại. Không, đừng có đập vô cái đầu nó. Không, nó không có cắn đâu, nó không có cắn được đâu. Ừ, rồi, mày lôi nó lại đi. Ê, cái đầu đi nhanh. Được chưa? Tính chưa? Đừng, đừng, Chanh đâu. Chanh ơi, kệ mẹ đi Chanh ơi. Thấy ghê quá Chanh ơi. Ôi trời, từ từ để, đứng yên nha, để tao quay nha, để tao quay nha. Đây là bé Chanh. Sao con gắn gờ mày làm gì vậy? Con gắn này con gắn gì anh em comment cho tôi thử mát cho anh em. Tự nhiên con gắn mới cầm cổ nó đó. Tự nhiên con gắn nó vô nhà tôi. Nè. Con nó sợ rồi anh em ơi. Rồi bây giờ. Rồi bây giờ làm sao? Kiếm cái bọc gì bỏ vô. Kiếm bọc. Anh là tay to. Anh là tay to. Kìa phải không? Trời ơi, tao không có giỡn đâu nha. Bỏ xuống lẹ lên. Mày, con chó kìa. Quá thiệt trời. Thôi giờ nắm chụp cái đầu đi cho anh. Heo làm gì heo? Nó cắn mày nha heo. Đủ rồi. Dí. Bây giờ mày lặn đi, Ai biết đâu anh cũng sợ gắn thấy bà nè, em gan bắt đi. À, rồi giờ không thằng nào dám bắt hết trơn á, toàn là dân sợ gắn không à anh em à. Cái này giờ làm sao? Giờ mày lại mày gan đi, mày gan mày lại chụp cái đầu đi cho anh. Giờ tao bắt cái đầu nữa nè, giờ phải kéo nó ra xong dụ nó lại lần nữa. Cái đầu nó mà giờ kéo ra đây. Kìa cái đầu nó kìa Chanh. Chanh mày lại mày lặn gần tới cái đầu nó nè. Cái đầu nó ra nữa. Không, tới đây à. Tới đây hả? Đi Chanh. Cái đầu tao mới dám chụp nè. Bây giờ nó dài nguyên khúc đây nè, bây giờ cái đầu nó đây nè. Đừng. Rồi chụp đi, giờ chụp cái đầu nó. Mẹ đi tao lặn lặn nè. Tao không dám chụp. Tao chụp tao xỉu. Chụp đi. Giờ sao? Vậy tao bóp cháy nó rồi. Cái đầu nó nhỏ lắm. Đưa đây. Đây nè. Ngược đầu. Gắn này sao nó vô nhà được vậy? Rồi, nó xúc rồi. Chết mẹ rồi. Con chó nó không có sợ rắn. Con chó nó cắn rắn mà. Kìa. Heo. Con rắn nó sợ hơn chó mà, nói gì vậy? Giờ sao? Hồi nãy chụp cái đầu nó lại được rồi thì không ấy đâu. Má không nổi. Thằng Chanh kìa. Mày cho mày thả nó ra lại, tao thả chứ. Đó. Bây giờ làm sao? Mày ra đây coi. Mày ra nó cầm tao chết không rồi. Ghê như con chó. Quả tao liền. Bây giờ mày dụ nó lại đây đi. Dụ ra hơn, ra hơn. Nghe nó lại đây xong cái mày chụp đó. Ơi. Mày dụ nó quay đầu vậy tao nhảy lên chụp. Rồi. Dụ nó lại đây đi. Bây giờ sao? Để rồi. Mày để lại gần xíu nó, tụi mày lại như hồi nãy đi, tụi mày cho nó quay đầu qua tụi mày á. Ơi. Giờ sao? Đây. Rồi. Rồi. Rồi, tụi mày dụ nó quay đầu như tụi mày như lúc nãy đi. Từ từ. Rồi. Tụi mẹ như vậy tao không nổi, tao không
Nó ghê lắm quý ơi. Mấy cành tôi về đi. Giờ sao Đức? Tới mày luôn. Rồi. Rồi. Như vậy sao tao giống chụp cái chặt mày hồi nãy có người chặn tao mới chụp được đó. Bây giờ chặn cái cổ nó như nãy đi. Rồi. Chặt chắc nha. Rồi. Gán lên. Rồi chụp. Đó cái đầu đó. Ừ. Được chưa? Xích trên đó. Rồi. Thành công ơi. Đừng, thôi nó khóc bây giờ. Trời, bây giờ mày bỏ vô bao đi, ở trong hình như có cái bao á, hình như tao đựng đun dừa á, chanh. Mít. Gì? Mít thì bao. Không, tao mua đun dừa. Phải bao này không? Ừ, nó đó. Rồi giờ mày cho nó vô đi. Bỏ cái lu vô giùm coi. Ừ. Đang giữ tay mà. Thôi bỏ nó vô bao đi rồi hả? Nó giờ biết làm sao? Bỏ cái đuôi vô giùm để tao cầm. Cầm lẹ cái xong mà, nhận cho tao. Giữ xong chứ có gì đâu. Đấy, mượn ơi. Lấy cái khăn ra. Đủ mẹ. Thôi bỏ nó qua. Thôi lấy cái khăn ra đợi đi. Cái mắt rắn luôn. Không, cái khăn này. Ai dám thò tay vô mắt cái khăn nó tạp cái tao nằm tới. Đây mày bỏ xin đi tao chụp cho. Lấy ra. Rồi, lặn lên. Để tao lặn phía sau này. Ừ. Rồi. Quá đơn giản. Ôi trời, con rắn này á, tự nhiên nó vô nhà trong tôi trời. Nè, nó nhìn nè. Trời. Thôi giờ mình đi hả đi mày ơi. Đi hả rồi. Ừ, giờ mình giờ hả này chết rồi. Giờ mình xuống dưới sông đó anh em. Xong rồi mình thả nó chứ nó đi đâu đi, nó qua bên ruộng bên kia đi. Chứ giờ biết sao giờ, thôi đi thôi anh em ơi. Ấy ghê, quả cái trưởng ra. Ôi quả đỉnh. Bây giờ tôi sẽ lại cho này hả nha anh em ơi. Má tao sợ quá bây giờ. Sợ quá hả? Đó thì tôi lại cho này hả nha. Hả cho nó xuống sông. Giờ mày hả đi cho anh. Con rắn ở dưới sông mà ở trên bờ mình hả dưới sông mày. Nó lặn luôn trời. Mày nó lặn luôn quý. Nó đi đâu mất tiêu rồi, con rắn này ở dưới nước mà. Con này chui dưới nước luôn mà. Rồi để coi có nổi lên không nha. Rồi nó phải nổi. Anh em ơi, nó bơi ra tới ngoài đó rồi. Đó nó lặn mất tiêu rồi. Thôi, bây giờ tụi tôi sẽ đi về nha anh em ơi. Trời ơi, lần đầu tôi gặp rắn ở trong thỏm tôi thấy ghê quá. Thôi bây giờ tụi tôi đi về nha.